Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ làm một món ăn có thể là mình ăn trong bữa tiệc hoặc là cuối tuần đều rất là ngon. Đó là bao tử hầm tiêu hay còn gọi là lẩu bao tử hầm tiêu. Hôm nay em sẽ chia sẻ một cách đơn giản để mình làm món bao tử hầm tiêu mà không cần nước dùng xương, nhưng lượng nước lẩu của mình vẫn ngọt, thanh và đậm đà. Ở đây thì em đã chuẩn bị một cái bao tử khoảng 650g, là mình làm sạch như thế này rồi. Đây nè, các anh chị thấy là em làm rất là sạch trong ngoài rồi. Ở đây cái cách làm sạch bao tử, em làm sạch với chanh, muối và nước mắm để khử cái mùi tanh của bao tử. Em có chia sẻ ở video trước, các anh chị có thể mình xem cái cách chi tiết, vì là em muốn chia sẻ một cái video mình làm chi tiết cái làm sạch bao tử để cho anh chị mình dễ theo dõi á. Còn nếu mà mình quay cả gộp hai cái thì cái video nó hơi dài, nên là các anh chị thông cảm nhé. Đây là cái bao tử em đã làm sạch và rất là sạch sẽ, và mình đã khử cái mùi, mình nấu thì nó sẽ rất là thơm ngon, giòn, không bị cái mùi. 100% là các anh chị làm theo cách này là bao tử của mình rất là trắng, giòn và không có mùi. Ở đây mình chuẩn bị một cái bao tử, một củ cải trắng, tiêu xanh thì các anh chị sử dụng khoảng 100g, một củ hành tây, hành tím 3-4 củ, gừng, một ít tiêu, và ớt xanh. Còn nếu mà có ớt xanh thì các anh chị cho vào nó cũng rất là thơm. Bây giờ thì sau khi cái công đoạn mình sơ chế cái bao tử đã xong, nó sạch như thế này rồi, thì mình sẽ mang đi hầm. Mình cho 4 cái củ hành tím nguyên trái vào luôn nhé, tiêu mình cũng cho vào luôn. Em sẽ cắt mình cho khoảng một nửa cái tiêu này. Ba bốn giây. Đó. Để mình hầm cho nó thơm. Hành tây thì sẽ mình cắt ra mình cho vào. Mình để nửa củ lại để mình lát nữa nấu xong thì mình sẽ trang trí cho nó đẹp. Tại em mua cái củ hành tây này nó cũng lớn lắm. Còn một nửa thì mình cho vào. Gừng, các anh chị cũng mình thái lát ra, còn không thì mình cắt đôi cắt ba ra thôi. Mình cho vào luôn. Lấy một cái dây lạt hoặc là cái dây gì cũng được, mình sâu cái miệng của cái đây, các chị lấy cái đầu của cái kéo á, cắt xong rồi mình sâu nó lại. Rất là đơn giản thôi. Mình đã làm xong rồi đó. Mình nấu thoải mái mà mình không lo là những cái nguyên liệu ở bên trong nó bị bung ra. Rồi mình sẽ mang đi mình luộc cái phần bao tử này của mình. Mình cho khoảng 1,5 lít đến 2 lít nước cho nó ấm ấm lên. Thì đây, cái bao tử của mình rất là sạch sẽ và đẹp rồi. Mình cho vào. Mình bắt đầu mình luộc cho cái bao tử này chín mềm luôn. Thì chín mà mình nó chín mà mình xuyên được á, không phải chín mềm. Bao tử thì mình phải ăn nó có độ giòn, nên là mình luộc khoảng 40 phút. Đây các anh chị, sau khi mình cứ hầm được khoảng 10 phút thì mình lại cho cái bao tử của mình lật đi nó một lần nhé. Lấy cái kẹp cái gì đấy, mình lật nó. Đấy, nó rất là trắng luôn. Mình làm theo cách này thì cái cách mà em đã nói là em làm ở video trước á, thì cái bao tử của mình nó sẽ rất là trắng giòn. Và bây giờ thì em sẽ nêm vào đây một ít gia vị. Em sẽ nêm khoảng một muỗng cà phê cái muối hạt. Mình nêm muối hạt để cho cái
bao tử của mình nó đậm đà nhưng mà nó không bị gắt. Vào khoảng một muỗng hạt nêm. Mình tiếp tục mình cứ hầm với lửa nhỏ khoảng 10 phút nữa là sẽ được. Đây em lúc nãy là đến giờ là em hầm được khoảng 30 phút rồi đó. Các anh chị đây sắp được rồi này. Đây các anh chị mình dùng đũa, nếu mà mình xiên được là mình thấy cái ba tử của mình sắp được rồi. Mình sẽ cho cái phần là cái củ cải vào luôn. Lát nữa thì em sẽ lấy cái phần một trái dừa và một ít nước của cái lục bao tử này để mình làm cái nước lẩu luôn. Mình sẽ nêm vào đây thêm khoảng một muỗng đường phèn. Anh chị sử dụng đường phèn nhé. Và mình hầm thêm khoảng 10 phút nữa. Sau khi mà em đã luộc mà khoảng thêm 10 phút nữa và em sẽ đã tắt bếp. Em tắt bếp xong em ủ thêm một chút xíu để cho cái bao tử của mình khi mà mình luộc xong á, các anh chị thấy là nó trắng mềm nhưng mà nó phải còn cái độ giòn, nó không bị dai. Đây bây giờ em sẽ vớt nó ra. Rất là hấp dẫn luôn. Mình dốc này cho nó chảy cái nước ra. Các anh chị làm theo cái cách này của em á, mình thấy cái bao tử rất là, cái màu rất là đẹp, trắng mà trắng hồng hồng á. Mà bây giờ mình không cần phải ngâm nước đá đâu. Bây giờ thì em sẽ mang em cắt ra. Sau khi em đã cắt cái bao tử mình ra rồi, mình cho vào một cái nồi để mình chuẩn bị mình ăn lẩu. Mình sẽ cho thêm vài cái dây tiêu xanh. Em đã bỏ 2 dây ở dưới rồi, giờ mình sẽ cho lên trên vài dây để mình để co thôi. Và mình cho thêm cái nước dừa lên trên. Nó xâm xấp mặt như thế này. Mình nấu lên để mình ăn lẩu thôi. Cho vài cọng hành. Mình sẽ nêm thêm vào đây khoảng 1 đến 2 muỗng nước mắm, tùy vào cái khẩu vị của gia đình. Anh chị có thể nêm đến cái nước lẩu để nó phù hợp nhé. Rồi mình cho nước mắm lên là nó rất là thơm cái mùi nước lẩu của mình. Đây các anh chị, vậy là em đã vừa hoàn thành xong cái món lẩu bao tử hầm tiêu. Nhìn rất là hấp dẫn. Bao tử thì mình làm theo cái cách này thì rất là mềm, giòn và trắng. Các anh chị đặc biệt điểm nhìn thấy là em làm bao tử theo cái cách này thì cái bao tử của mình rất là trắng hồng, nhìn rất là đẹp mắt. Và cái cách làm thì cũng rất là đơn giản và nhanh gọn. Nhiều người thì mình cứ nghĩ là cái bao tử hầm tiêu là rất là phức tạp, nhưng mà thực chất cái món này thì làm rất là đơn giản. Chỉ cần mình chế biến, mình sơ chế cái bao tử thật là sạch và mình làm đúng cách thì được cái món ăn rất là ngon và tuyệt vời. Đặc biệt là trong những cái ngày mà cuối tuần hay là mùa mưa, mình làm cái món này thì ăn rất là tốt cho sức khỏe nữa. Hôm nay thì em sẽ ăn kèm với bún rau, là em chuẩn bị rau má và rau mùng tơi. Mình chấm thì mình chấm với nước mắm mặn thôi. Rất là tuyệt vời. Nhìn rất là hấp dẫn. Video thực hiện cái món bao tử hầm tiêu hay lẩu bao tử hầm tiêu của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của em nhé.